Mình chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem cách làm bánh dày giò. Tức là bánh dày mình kẹp với lại giò. Thì ở đây là cái phần mà bánh á, là mình làm á, là ở đây là có khoảng 200g bột nếp này các bạn. Và bên này là 20g bột gạo, tức là bột gạo tẻ. Thì cái bột nếp á, là cái bột gạo tẻ nó là 1/10 của bột nếp ha, cộng hai loại bột vô tức là 220g này các bạn. Và mình cũng có một xíu muối để một lát nữa mình nhồi bột. Và chỗ này là khoảng nửa muỗng canh dầu ăn này các bạn, để mình nhồi với bột này. Và ở bên này là mình thường thường như là một số người thì người ta mua cái loại mà giò luộc á các bạn. Còn đây là mình mua giò chiên nha. Thì cái miếng giò này của mình là 250g. Tức là mình sẽ chia cho 5 cái bánh, một cái bánh là khoảng 50g giò mình kẹp ở giữa các bạn. Ở đây mình có chuẩn bị sẵn khoảng 10 miếng lá chuối á, mình cắt theo cái hình tròn này các bạn. Và mình đã rửa sạch sẽ và lau khô rồi. Một lát nữa khi mà mình làm bánh á, là mình sẽ cho lên đây một lớp dầu ăn á. Rồi mình mới đặt bột lên đây để khi mà mình hấp á, nó không có dính vô lá chuối này. Đầu tiên là mình trộn bột này các bạn. Mình cho bột gạo vô chung với bột nếp ha. Vì sao mà mình lại làm thêm bột gạo? Vì nếu mà mình làm bằng bột nếp không á, thì nó quá dẻo á. Cho nên là mình cho thêm xíu bột gạo vô nữa để cho nó bớt cái độ dẻo thôi. Rồi bây giờ mình cho muối vô luôn nè. Và mình cũng cho cái dầu ăn vô luôn nè các bạn. Khi mình nhồi bột để mình làm cái bánh dày này á, thì mình sử dụng nước ấm nha. Là nước mình đã nấu sôi rồi, nhưng mà mình có pha thêm nước lạnh nó vô đây nữa để cho nó thành nước ấm thôi. Rồi bây giờ mình chế vô nè. Là đầu tiên là mình chế vừa vừa thôi đã. Rồi mình dùng cái muỗng để mình đảo. Và bột còn khô thì mình chế thêm lần nữa nha. Mình cứ cho vừa vừa thôi, mình dè dè chừng thôi. Tôi sợ bột nó bị ướt á. Nếu mà bột mà nó khô á, thì mình cứ cho thêm nước. Còn nếu mà lỡ mà bột mà nó có ướt á, thì mình cho thêm một xíu bột khô. Nghĩa là mình gia giảm được á các bạn, chứ cũng không có nhất thiết thôi. Với lại là khi mà mình cho nước vô như vậy thì nó cũng còn tùy loại bột nữa các bạn. Nếu mà bột mới á, thì nó hút ít nước, còn bột cũ thì nó hút nước nhiều hơn. Khi mà mình đảo một chập nó cũng gần đặc này thì mình rửa tay sạch á, rồi mình dùng tay để mình nhồi luôn nè các bạn. Mình nhồi bằng tay thì mình mới biết cái độ nước của nó có vừa hay chưa ha. Chứ mình cứ đảo bằng muỗng riết thì mình cũng không có biết. Mình cứ vậy mình nhồi. Nếu mà khô thì mình lại cho thêm nước, mà nếu mà ướt á, thì mình cho thêm xíu bột. Mình nhồi như vậy để cho nó thành được một khối bột dẻo nha. Sau khi mình nhồi á, thì mình được một khối bột nó như vậy này các bạn nè. Rồi bây giờ là mình chuẩn bị để mình nặn thành bánh ha. Thì đầu tiên á, là mình lấy cái cây cọ các bạn. Mình quét lên cái lá này một lớp ha. Để một lát nữa mình làm bánh xong á, là mình đặt nó lên đó. Mình có thể mình căn để mình chia cái phần bột này ra thành 10 phần. Bây giờ đầu tiên là mình cứ ngắt ra một miếng đi ha. Mình căn cái chỗ còn lại nó còn được 9 phần là được này. 9 phần có nhiều. Bây giờ đầu tiên là mình cứ nặn cho nó thành cái hình tròn này. Rồi sau đó mình lấy cái tay ấy, mình
mình đè cho nó dẹp dẹp ra nha các bạn. Rồi mình đặt lên trên cái lá đó, nó như vậy là được rồi này các bạn. Đó. Và mình cứ tiếp tục mình ngắt để mình làm cho nó hết cái chỗ bột này nha. Sau khi mà mình đã làm ra được khoảng 10 cái bánh đây này các bạn, thì mình làm 10 cái bánh này thì khi mà mình chín đó là mình sẽ làm được 5 cặp này. Bây giờ mình cho vô cái sừng để mình hấp này các bạn. Mình xếp một lần được 5 cái nha. Xếp nó 5 cái thì nó thông thả. Vì khi mà mình xếp vô như vậy chứ lúc mà nó chín nó nở ra nó vừa thì nó không có đụng vô nhau. Đó, mình cho khoảng 5 cái như vậy là được rồi đó. Rồi ở bên này mình đã nấu lên một nồi nước, nó đang sôi rồi này các bạn. Bây giờ là mình cho bánh vô để mình hấp thôi. Ở trên cái nắp đó mình phủ một cái khăn để khi mà nó có cái nước á, nó không có bị rơi xuống cái mặt bánh của mình ha. Và nó nằm lại ở, nó đọng lại ở trên cái khăn nó thấm thôi. Đó. Và mình hấp bánh này nó nhanh lắm các bạn, khoảng 10 phút là bánh chín thôi à. Khi mình đã hấp được khoảng 10 phút lên này các bạn, đây các bạn nhìn này, nó nở ra này. Và bánh của mình nó chín rồi đó. Mình tắt bếp đi nha. Nhìn những cái bánh của mình này, và mình đã đưa cái chỗ bánh chín nó ra bên ngoài rồi. Bây giờ tiếp tục mình xếp cái chỗ bánh mà 5 cái còn lại này các bạn. Các bạn thấy không, khi mình làm nó thì nó như vậy nè, mà khi mà nó chín nó thì nó nở ra đầy nè. Tiếp tục mình xếp vô để mình hấp thêm lần thứ hai cho nó chín. Trong khi mình chờ đợi mình hấp nó chín cái đợt bánh thứ hai á, thì mình cắt chả này các bạn. Giờ mình chia cái miếng chả này ra làm 5 này. Đây. Những cái lát chả ngon này các bạn. Mình đã cắt hết ra rồi. Và mình xếp lên những cái bánh của mình này. Cái bánh thì nó nhỏ hơn chả, nhưng mà không có sao. Bánh nhỏ hơn chả thì mình ăn nó càng ngon nè. Đó là mình đã chuẩn bị, mình xếp sẵn lên đây rồi. Một lát nữa cái khi mà cái bánh của mình nó chín á, là mình để trên là xong. Đó. Lần hấp bánh lần thứ hai của mình này các bạn. Wow, cũng chín luôn rồi này các bạn. Rồi mình tắt bếp ha. Mình đưa bánh ra ngoài á các bạn, rồi cái mình ụp lên một nửa mà mình đã cho trước này các bạn. Đây. Mình ụp lên ha. Đó, các bạn nhìn cái bánh nó ngon không này. Cái loại bánh này làm dễ và mau nữa nè các bạn. Chỉ trong khoảng nửa giờ đồng hồ thôi là mình đã có được 5 cặp bánh dày giòn. À, mình làm cái lớp bột đó nó mỏng mỏng thôi cho nên mình ăn nó không có ngán nè. Nè, các bạn thấy nè, rất là ngon luôn á. Khi ăn á là mình cứ cầm vô cái miếng lá rồi mình lột là lá ra đến đâu mình ăn đi đến đó nè. Tại vì mình có cho dầu ăn vô á, cho nên khi mình gỡ ra rất là dễ này. Wow, quá là ngon luôn á. Mến chào các bạn nha.